chào mọi người. Hôm nay đã là 20 âm lịch rồi, ngày 20 Tết rồi. Thường thường thì con nước mà nó dòng tháp ấy, nó vào giữa tháng khoảng 15, 16, 17. Tuy nhiên hôm nay là 20 rồi, nhưng mà chỗ đầu vạc cầu quay này 4:30 chiều rồi, nhưng mà nước còn đổ rất là mạnh và dòng tương đối là sát. Và sẵn cái gì mình mới mua cái máy quay handycam, là cầm tay Sony C45, mình test luôn xem là cái khả năng cái máy quay là như thế nào. Cái chiếc xà lan mà chạy nổi, hai cabin chạy nổi và có nắp hầm hàng, cho nên có khả năng là nó chở khô thôi. Nên vào cua mặc dù là nước chảy xiết, cho nên cũng không đến nỗi nguy hiểm lắm. Đây là chiếc tắc ráng chở dầu, tắc ráng chở dầu cũng chở tương đối thẳng. Sony CX405 thì nó ghi ở trên máy là khả năng zoom của nó là 60x, và từ nãy giờ mình zoom thì không thấy vỡ hình, chất lượng hình ảnh tương đối là tốt. Giữa sông thì đang có một chiếc ghe sắt. Chiếc ghe sắt này là đang chở cát rất là khẩm, và nó quay đầu, không phải quay đầu mà tức là xoay ngang đấy, từ rất là xa, để cho nó khi mà nó từ từ nó trôi xuống thì tài công có thể chủ động ghim cái mũi để vào cua. Đây nước chảy rất là xiết này. Sẽ zoom lại gần cho mọi người coi đây. Đây, đúng là khả năng zoom của Sony CX405 tương đối tốt. Zoom rất là nhiều rồi nhưng mà không bị vỡ hình. Và xa xa bên kia là còn có một cái ghe đang đậu bên đó, là mình nhìn thấy nó chở ở hầm hàng của nó là có cả những cái bao trắng trắng. Nhưng mà có lẽ là cái ghe đó là ghe cây thôi, tương đối lớn, và cái mớ nước nó sâu cho nên là nó còn đậu lại để chờ cho nước lớn nó mới đi vào cua được cho nó an toàn. Phía trên này thì có một chiếc ghe cây. Chiếc ghe này là cà vom vũ trài đi xuôi nước, cho nên là chạy tốc độ rất là lớn. Đồng Tháp 19530. Anh tài công, anh thuyền trưởng thì anh đang dùng chân để anh điều khiển. Rất là nhàn nhã chạy xuôi nước. Bây giờ quay lại với chiếc ghe sắt này. Chở khẩm quá. Không thấy hai con mắt ở phía trước luôn. Bây giờ thì bắt đầu đi vào cua, cho nên nước nó chảy, nước nó đổ rất là mạnh, cho nên là cái phần mũi đấy, cái phần boong ở trên mũi là ngập luôn. Khi mà vào cua thì phải tăng ga lên rất là lớn. Thường thì những cái chế độ này là nước nó không tới, nhưng mà khi mà vào cua nước chảy xiết thì sóng nó lớn và nó ngập lên luôn cả những cái chế độ này. Đây, phía đằng sau thì có một cái nhà vệ sinh
xin quay lên thì bình thường là nó cũng không ngập tới mức độ này đâu. Cái sàn nước đằng sau thì có cái thùng đá đựng thực phẩm và có một cái thùng gỗ xanh xanh là đựng nước, nhưng mà nó cũng ngập luôn tới đáy luôn. Tới đây thì bắt đầu là anh phải tăng ga lên rất là lớn, mà cái này không xịt khói đen, có nghĩa là cái bộ hơi của chiếc máy này là còn tương đối tốt. Thường là cái cua này thì khi mà vào đầu vàm chừng khoảng 50 mét thì lúc đấy nước nó còn chảy xiết hơn ở phía bên ngoài và nó lại hơi cạn nữa, nên là những cái xà lan lớn đi qua đây rất là nguy hiểm, bườn không lên đấy. Còn phía ngoài này thì có một chiếc ghe cây, đây là chiếc tam bản ngũ trài, chở hàng bao, rất nhiều những cái bao trắng ở trên đó. Mà không biết là đựng cái gì trong, cái này thì chắc là không phải gạo rồi, phân cũng không phải luôn, nó tương đối là nổi nên là chắc chắn là không phải gạo, không phải phân. Đây, anh tài công, có vẻ như chiếc này thì là máy ngoài, máy cần, máy bằng cần thôi, nhưng mà thấy anh ngoài hẳn người đằng sau để anh điều khiển. Đó, tôi mới nổi thôi, không biết lỗi nào. Đúng rồi, máy đuôi tôm. Máy đuôi tôm lái cần. Sau nó cũng có một chiếc nữa, cũng phải gạt cây, cũng chở tương đối là nổi chứ không đến nỗi sợ. Có lẽ là hai chiếc này là bạn đồng hành, cùng đi chung với nhau. Cũng là máy ngoài, máy đi tôm, là lái cần. Cái dàn xe đằng sau thì chỉ còn một nửa thôi, có lẽ là phải gỡ một nửa cái dàn xe ra để cho cái việc mà điều khiển cái máy và cái cần lái được linh động hơn. Đi xuôi nước ở trong cái rạch đi ra, mà anh này thấy anh chạy rất là đúng luật. Khi mà anh ra, anh nghe khuất tầm nhìn, có lẽ là anh nghe ôm cua về phía bên tay mặt, cho nên là anh phải kéo một tiếng còi để báo cho các cái phương tiện ở ngoài chú ý. Đồng thời là anh cũng đã giảm tốc độ rồi, đúng rồi, anh ôm cua về bên tay mặt. Mặc dù là đã giảm tốc độ rồi nhưng mà do nước nó đổ rất là mạnh nên là tốc độ xà lan cũng rất là nhanh. Cái khả năng zoom của Sony CX405 này cực tốt, zoom xa mà vẫn rất là rõ nhỉ, mà không bị vỡ hình. Thì là
lại có một chiếc xà lan chở cát chở khẩm, chắc là cũng chuẩn bị vào cua. Một chiếc ghe đục tương đối xa nhưng mà zoom cũng rất là rõ. Ghe đục này thì đang có hàng, tức là đang chở cá sống này. Đồng Tháp 21218. Nhìn rõ trong cabin là có các cái những cái người đang điều khiển đó. Chạy xuôi nước cho nên chạy cũng rất là tốc độ. Xà lan chở cát này thì cũng chở rất là khẩm rồi. Còn ở phía trên này, đây là chiếc tàu gì đây, tương đối là lớn. Có lẽ đây là tàu tàu biển đấy. Tàu biển cho nên cái cabin của nó là chồng lên hai lớp. Thường người ta gọi cái này là cái lầu lái, do là xa quá thành ra là cũng không đọc rõ. Và có cái ống thông hơi nó che mất cái số đi rồi. Không đọc rõ số, không đọc rõ cái tên tàu. Cái ống thông gió nó che mất cái số đăng ký của tàu đi rồi, cho nên là không không biết, nhưng mà chỉ thấy được cái tàu này thì cũng có hai bánh lái, hai chân vịt, đồng nghĩa với việc là có hai cái máy ở trong buồng máy. Rồi thì chiếc xà lan khác cũng đang từ từ tiến vào ôm cua đây, ôm cua đây. Có một anh thanh niên thì đứng ở phía mũi. Con mắt ở phía trước bị ngập luôn. Nước tràn cả mặt bom, và khi mà vào đầu vào thì do nước nó chảy xiết chảy mạnh, cho nên là sóng nó tạo sóng rất là lớn. Thì mình cũng xin được kết thúc video và nói lời chào tạm biệt mọi người. Cảm ơn mọi người đã theo dõi và hẹn gặp lại các cái video tiếp theo. Thank you. Bye bye.